Xin chào quý vị và các bạn. Quá trình hội tụ trên mực khí quyển tầng cao được thiết lập nhưng chưa mạnh. Trong đêm qua đến sáng nay, mưa rông xuất hiện rải rác chủ yếu ở vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ. Ban ngày trời đôi lúc nhiều mây, thời tiết oi và nóng, với mức nhiệt 13 giờ trưa nay dao động từ 32 cho tới 35 độ. Dự báo trong đêm nay và ngày mai rãnh áp thấp có trục Tây Bắc, Đông Nam thiết lập qua khu vực Bắc Bộ nên về đêm và sáng, khu vực duy trì mưa rông tại các tỉnh vùng núi phía Bắc. Trong cơn rông đề phòng với tố, lốc và gió giật mạnh. Do có mưa nên thời tiết lúc này mát mẻ với nhiệt độ thấp nhất giảm xuống, chỉ còn từ 24 cho tới 27 độ. Sang đến ngày mai, Bắc Bộ còn nhiều mây, đôi lúc có mưa rải rác, nhiệt độ trưa chiều cũng chỉ lên đến từ 32 đến 35 độ. Dự báo tình trạng oi nóng còn kéo dài đến ngày 31 tháng 7. Sau đó, từ đêm 31, mưa sẽ gia tăng về diện và lượng ở các tỉnh miền Bắc và kéo dài sang những ngày đầu tháng 8 dương lịch. Người dân cần chú ý sự thay đổi thời tiết để có kế hoạch sinh hoạt phù hợp. Ngày hôm nay, nắng nóng tiếp tục thu hẹp tại khu vực Trung Bộ. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, Trung Bộ sẽ nhiều mây hơn. Chi phối từ Thanh Hóa trở vào đến Phú Yên sẽ là kiểu trạng thái thời tiết oi và nóng, với mức nhiệt cao nhất ngày phổ biến từ 35 đến 36 độ. Chiều đến, mưa rông sẽ xảy ra cục bộ. Trong khi đó, ở các tỉnh thành từ Khánh Hòa trở vào đến Bình Thuận, ban ngày trời vẫn có nắng nhưng không quá nóng, với nhiệt độ cao nhất phổ biến dưới 35 độ. Sau đó về chiều và tối lại có mưa rào và dông vài nơi, nên thời tiết cũng dịu mát hơn khi đêm về. Theo dự báo, từ đêm ngày 31 sang đến ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 8, mưa rào và dông lan rộng trên toàn khu vực Trung Bộ với những điểm mưa vừa mưa to, thậm chí có nơi mưa rất to, tập trung ở các tỉnh phía Bắc đèo Hải Vân. Đồng thời, nhiệt độ tiếp tục giảm thêm, nắng nóng sẽ chấm dứt hoàn toàn tại khu vực này. Với các tỉnh phía Nam, bao gồm khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, đới gió Tây Nam hoạt động mạnh dần. Trong khoảng thời gian chiều tối đến tối, mưa rông tăng lên nhiều nơi. Trong mưa rông, người dân cần hết sức đề phòng với hiện tượng rông sét và gió giật mạnh và nguy cơ cao xảy ra tình trạng ngập úng ở vùng trũng thấp, ảnh hưởng xấu đến giao thông và giờ tan tầm. Về đêm và sáng sớm, thời tiết mát mẻ tại các tỉnh thành phía Nam. Đến trưa chiều, nhiệt độ có tăng nhưng cũng không vượt quá ngưỡng 33 độ tại vùng cao nguyên và 34 độ tại các tỉnh thành thuộc miền Đông và cả miền Tây của Nam Bộ. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển, trong đêm nay và ngày mai, mưa rông sẽ lan rộng ở cả khu vực Bắc, giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Bà con ngư dân cần lưu ý tầm nhìn hạn chế và đề phòng khả năng có lốc xoáy, gió giật mạnh trong cơn dông. Ngoài ra, cần theo dõi sát các thông tin thời tiết, đề phòng khả năng xuất hiện vùng xoáy thuận nhiệt đới trên Biển Đông trong những ngày cuối tuần này. Như vậy, trong 24 giờ tới, Bắc Bộ có mưa rải rác về chiều tối, đêm và sáng, trưa chiều oi nóng. Trung Bộ có nắng nóng cục bộ ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên. Còn tại Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông diện rộng. Đến đây, bản tin thời tiết tổng hợp ngày 29 tháng 7 của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC cũng xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại! Xin chào quý vị và các bạn. Sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài gần như cả tháng 7, thì dự báo những ngày đầu tháng 8 tới, trên khắp cả ba miền Bắc, Trung, Nam đều sẽ đón những đợt mưa rào và dông mạnh. Mưa xuống đi kèm với các nguy cơ, nhưng cũng giúp chấm dứt nắng nóng kéo dài đằng đẵng những ngày qua tại khu vực Trung Bộ. Cụ thể, trong 2 ngày tới, các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế. Vào ban ngày trời vẫn có nắng, nhưng cường độ nắng không quá mạnh, với nhiệt độ trưa chiều phổ biến từ 33 đến 36 độ. Nắng nóng chỉ xuất hiện cục bộ và không còn gay gắt. Đến chiều và tối, mưa dông có khả năng xuất hiện rải rác. Sau đó, từ đêm 31 tháng 7 sang ngày mùng 1, mùng 2 tháng 8, mưa rào và dông lan rộng trên khu vực với những điểm mưa vừa, mưa to, thậm chí là có những nơi mưa rất to. Đáng lưu ý, trong cơn dông tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật gây nguy hiểm. Cùng với mưa, đồng thời nhiệt độ tiếp tục giảm thêm, tiết trời chuyển dịu mát. Còn đối với khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, thời tiết tại đây ổn định hơn. Trong cả 3 ngày tới, trời có nắng với cường độ vừa phải, nhiệt độ cao nhất trưa chiều trong khoảng từ 31 cho đến 34 độ. Và mưa dông xuất hiện rải rác vào cuối ngày, khiến cho thời tiết về tối và đêm cũng chuyển dịu mát hơn. Còn ở phía Nam, người dân Tây Nguyên và Nam Bộ cũng cần đặc biệt lưu ý với mưa dông sẽ gia tăng mạnh trong những ngày tới. Do đới gió Tây Nam trên khu vực đang có xu hướng hoạt động mạnh dần lên. Do vậy, mưa dông xuất hiện sớm hơn, đồng thời lan rộng hơn so với những ngày vừa qua. Số điểm có mưa vừa mưa to và dông mạnh gia tăng, kèm theo đó là nguy cơ về lốc sét và gió giật mạnh, cũng như tình trạng ngập úng cục bộ sẽ gây khó khăn cho sinh hoạt và đời sống của người dân. Do có mưa nhiều cho nên nền nhiệt độ trong 2 ngày tới ít biến động, duy trì ở mức từ 30 đến 33 độ tại Nam Bộ và khoảng từ 29 đến 32 độ tại các tỉnh vùng cao Tây Nguyên. Sau đó sang đầu tháng 8, cùng với sự gia tăng của những cơn mưa, nhiệt độ trên cả hai khu vực này đều có xu hướng giảm dần. Quay trở ra với các tỉnh thành phía Bắc, dự báo trong 2 ngày tới, ban ngày trời vẫn có những khoảng nắng đan xen với mây, nên nhiệt độ ngày 30 và 31 tháng 7 ít có sự biến động. Mức nhiệt độ cao nhất lúc trưa chiều dao động trong khoảng từ 30 đến 34 độ. Từ khoảng đêm 31 tháng 7 sang những ngày đầu tháng 8, mưa rào và dông có xu hướng gia tăng cả về phạm vi lẫn cường độ, nên nhiệt độ trên toàn khu vực giảm dần, hầu hết các nơi đều không vượt quá mức 32 độ, tiết trời chuyển mát mẻ. Đáng lưu ý là những cơn mưa dông sẽ xuất hiện trên diện rộng vào bất kể thời điểm nào trong ngày, nhưng tập trung nhiều hơn vào thời điểm chiều tối, đêm và sáng. Trong cơn mưa cần đề phòng có lốc sét và gió giật mạnh. Trong đó khu vực vùng núi có mưa nhiều hơn cả, nên nguy cơ về lũ quét và trượt lở đất đá ở những nơi có địa hình xung yếu là rất cao. Người dân cần chủ động phòng tránh để đảm bảo an toàn. Trên biển trong những ngày tới, dự báo mưa dông sẽ lan rộng ở cả khu vực Bắc, giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Bà con ngư dân cần lưu ý tầm nhìn hạn chế và đề phòng khả năng có lốc xoáy, gió giật mạnh trong cơn dông. Ngoài ra cần theo dõi sát sao các thông tin thời tiết, đề phòng khả năng xuất hiện vùng xoáy thuận nhiệt đới trên Biển Đông. Như vậy là sau chuỗi ngày nắng nóng và khô hạn kéo dài, thời tiết ở các tỉnh duyên hải miền Trung đang có chiều hướng chuyển biến tốt lên với sự xuất hiện của những cơn mưa dông và nền nhiệt độ giảm dần. Tuy nhiên, diễn biến của dịch bệnh COVID-19 đang rất phức tạp, nên đời sống và sinh hoạt của người dân trên khu vực còn gặp rất nhiều khó khăn. Bản tin thời tiết cuối ngày 29 tháng 7 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.